Dạ, xin kính chào chị ạ. Kính thưa chị, hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2022. Em tên là Định, ở Kon Tum. Số điện thoại liên hệ là 0973 821 799. Dạ, thưa chị, hôm nay thì anh em mà đi rừng về cũng được một số các loại phong lan của khu vực rừng Kon Tum. Thì hôm nay thì cũng ít loại hơn chị, bởi vì anh em họ đi rừng cũng hôm nay người ta họ nói về ít may mắn hơn chị. Thật ra chị gặp được cái loại sơn môi anh chị. Sơn môi thì cái tên nó thì cái ho nó như thế nào thì cái tên nó cũng gần gần như vậy anh chị. Cái sơn môi bởi vì ho màu đỏ và cái hình thức ho giống như cái thỏi son của anh chị. Hôm nay thì được ba phần ba dê rất là lớn anh chị. Thì xíu nữa tụi em sẽ quay lại giới thiệu kỹ và đi giá chị, tụi em đi sơ lược trước. Loại thứ nhất này, loại thứ hai là cái giáng hương của chị. Giáng hương thì tình trạng rất là tươi luôn và không bị gãy ngọn chị. Cái bộ lá dày cực kỳ luôn. Thì cái này cũng tầm khoảng ký thôi, bán giá 90.000 anh chị này. Và cái kiều vuông thì được một dê thôi, một dê anh chị 70.000. Cái tiên vũ thì tụi em bán thanh lý tầm cả 2 ký luôn, 2 kg chị, tụi em bán 120.000. Và cái mật khẩu, cái miệng kính, cái họ miệng kính anh chị. Cái này thì bộ lá rất là dày luôn. Thì tụi em bán với giá 30.000 phần thế này. Có 3 phần anh chị. Cái hòn yến cũng vậy, tụi em cũng còn lại 2 phần, một phần tụi em bán với giá là 80.000. Cái hòn yến này thì ho nó cũng cần tết anh chị. Ho thì rất là hay luôn. Và tụi em có đem từ vườn ra một số cái chậu qua tháng 8 anh chị. Và hiện tại nó cũng đang nụ ho và có những chậu nó đã qua ho rồi anh chị. Thành ra con chị cũng hết sức yên tâm bởi vì nó trúng cuối tháng 8 luôn. Thì con chị liên hệ đặt hàng thì có thể gọi trực tiếp đến bên em, đầu số là 0973 821 799. Con chị cũng có thể nhắn tin hoặc gọi qua Zalo số này con chị. Và các cái mức giá bên em bán thì chưa bao gồm cái cước phí vận chuyển. Thì con chị lựa chọn thật kỹ và hàng đến là con chị kiếm ra hàng trước khi nhận và thanh toán chị. Nó rõ ràng nhất có thể. Và tụi em giới thiệu trước cái các chậu qua tháng 8 chị. Cái những cái chậu lan nhà em thì tụi em trồng tự nhiên lắm chị, cũng hoàn toàn 100% là không có phân thuốc gì anh chị. Thành ra con chị về trồng thì chắc chắn thì nếu mà phân thuốc vô thì nó sẽ tốt lắm anh chị, bởi vì tụi em chơi trồng tự nhiên lắm. Thì chậu cuối tháng 8 tụi em bán 120.000. Chậu này thì rất là sum sơ anh chị, rỡ thì nó ra tùm rồi. Cái chậu cuối tháng 8 này thuộc cái hàng lá lướt, bộ lá nó dài và nói chung là bộ lá nó dài và lá nhỏ đó chị. Thì cái chậu này cũng tụi em cũng xin phép nói rõ tí là có một cây nó lẫn một cây cái giáng hương tam màu sắc anh chị. Thì con chị trồng nói chung năm sau con chị ho thì nó đỡ bị phải bất ngờ hơn con chị. Thì tụi em báo rõ ra như thế. Chậu này tụi em bán với giá 120.000 cuối tháng 8 phần số 1. Rỡ thì ổn định hết đó, cũng khá tương đối xung xuê nè. 48 chậu số 1 120.000. Cái quá tháng 8 chậu số 2 này. Chậu số 2 chậu này tụi em ghép tầm cỡ 4 5 tháng nha anh chị. Rỡ thì nó cũng tương đối dài và nó ổn định rồi. Chậu này tụi bán giá 180.000. Chậu này chậu quá xếp anh chị. Cây nó cũng khá là lớn nữa. Thì hiện tại nó chậu này đang có hai cái ngầm ho anh chị này. Và cái chậu thì chậu này cái chậu chậu hình thức chậu thế này anh chị. Chậu này như 4 ngọn thôi ạ. Chậu này tụi bán giá 180.000. Tiếp theo kia cuối tháng 8 cái chậu số 3 này cũng thuộc hàng lá xếp anh chị. Quy giá 180.000. Chậu này thì nhìn thì rất là sum suê anh chị, thì bộ rễ thì nó cũng đã dài rồi anh chị. Và cây nó cũng ổn định hết rồi. Lợi thế đó là chị mua những cái chậu này thì về trồng nó ít bị rụng lá chân không chị, bởi vì nó tụi em trồng nó đã phục hồi hết rồi. 180.000 cuối tháng 8 chậu số 3 này. Trước khi cuối tháng 8 chậu số 4 này. Chậu số 4 thì 180.000 luôn anh chị. Chậu này thì đang ho là chị, đang một vòi ho này. Những cái vòi ho thế này thì vận chuyển đi có thể là nó tới nơi nó sẽ héo ho anh chị. Ho thì cực kỳ thơm luôn. Chậu này tụi em bán giá 180.000. Chậu này chậu nhựa. Và cái chậu vừa rồi là chậu đất con chị. Chậu này chậu nhựa tụi em ghép vào cái khúc gỗ này. 180.000 quấn 8 chậu số 4. Quấn 8 chậu số 5. Số 5 thì tụi em bán giá 200.000.
Chậu này thì hình như cũng đang một nụ hoa chị này. Chậu này thì hình thức thì rất đẹp rồi. À, chậu số 5 với giá là 200.000 chị. À, tiếp cái phần hòn yến tôi bán với giá 80.000 phần thế này. À, hòn yến anh chị. À, 80.000 phần thế này. Số 1. Hòn yến chậu phần số 2 này, với giá cũng với giá 80.000 luôn. À, và cái phần sơn môi. À, sơn môi thì hôm nay anh em họ đem về một giờ lớn luôn chị, tức là ba cái phần này là một giờ lớn. À, nếu chung tụi em thấy lớn quá thì tụi em chia ra con chị để dỡ mua chị, bởi vì to quá thì thật ra cũng khó bán chị. À, cái sân môi số 1 này tôi bán giá 120.000, là một cái giờ lớn luôn chị này. À, rất cực kỳ sơm sơ luôn. À. À, cái sân môi phần số 1 với giá 120.000. Cây thì mập mạp anh chị. Cái sân môi này rất là dở trong, nó cũng hàng đầu đó với cái cầm cù của anh chị. À, sân môi này. À, số 1 tôi bán 120.000. Tiếp cái sân môi phần số 2 này, giờ này bự hơn giờ số 1 anh chị. Phần này 150.000. À, cũng phần này rất là sơm sơ luôn. Và cái hoa màu đỏ và hoa nó giống như cái thỏi son của anh chị. À, sân môi phần số 2 này tôi bán 150.000. Bây giờ bự lắm anh chị. Cái sân môi phần số 3 này cũng với giá 150.000 anh chị này. À, cũng một cái nguyên một về. Cũng lớn và rất là sơm sơ thế này. À, 150.000 cái sân môi phần số 3 anh chị. Và thứ cái dáng hương. Cái dáng hương ở chỗ em thì hoa đẹp lắm anh chị, và là thơm nữa. Một số nơi một số người ta gọi là quấn nâu anh chị. À, còn có một cây này. À, cái số 2 này. À, cái số 3 này anh chị này, cái số 3, số 4 này, cái số 5, số 6 này, à, cái số 7 này, à, cái số 8, à, cái số 9, à, số 10 này, à, 11, 12 cây anh chị này, à, 13 cây này, 14 cây này, à, 15, 15 cây anh chị, à, 16, 16, 17 cây này, 18, 19 cây này. Thì cái phần này cũng khá là nhiều của anh chị, tôi bán 90.000, tầm gần ký anh chị. Và cái kiều vuông hôm nay thì anh em mà khai thác về được một giờ thôi anh chị. Cái lần thì được rất là nhiều, lần này được một giờ thế này thôi. Tình trạng cây thì rất tươi luôn rồi. Một giờ này tôi bán giá 70.000 chị, cái kiều vuông. Thế và cái tiên vụ thì tầm cả 2 kg, tôi bán thành lấy với giá 120.000. Một về anh chị này, số 2 này, số 3 này, số 4, số 5. 5 giờ tôi bán giá 120.000 tiên vụ. Tiếp cái miệng kính anh chị, miệng kính này thì cũng gần đâu đó với cái gấm Thượng Hải anh chị, cũng thuộc họ miệng kính. Tuy nhiên gấm Thượng Hải thì họ khác, này thì họ khác anh chị. Thì cái thì rất là giống luôn, tuy nhiên họ khác chị. Thì mỗi phần này tôi bán giá 30.000 chị. Hoa cái dòng này thì bộ lá rất là dày, dở trong. Hoa thì phần nhánh con chị. Mỗi phần này tôi bán 30.000. Có 3 phần anh chị. Tương tự như nhau thôi, 30.000 phần. Thì buổi tối hôm nay thì bên em cũng có một số ít các cái loại phong lan, thì tôi cũng xin kính giới thiệu anh chị, cũng cảm ơn cô anh chị đã quan tâm và ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Xin kính chúc con chị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, bình an trong cuộc sống chị. Em cảm ơn ạ.